mà là bất ngờ thì hoàn toàn 100% không có gì là bất ngờ cả. Sự thật vẫn là sự thật. Hồng Loan là con nuôi, vẫn là con nuôi đó, chứ không bao giờ nào cái gì thay đổi cả ở đây hết. Không phải là con ruột nha. Hôm nay tôi Linh nói cho biết là tại vì sao bao nhiêu á hàng anh đã mất tới giờ thì Tiểu Linh không bao giờ mà lên tiếng và nói gì cái vấn đề là con nuôi hay con ruột. Tiểu Linh không cần nói, tại vì chỉ là biết làm luôn là con nuôi của anh Nam Tiểu Linh thôi, đúng không? Thì bây giờ tại vì bức xúc của Tiểu Linh không lên tiếng thì bữa nào phải lên tiếng gì cũng đồng mà. Ê, anh nói là nó lên trên mộ thì đó, thì tụi em nói nè, bây giờ tôi vô đề nè, từ từ bức xúc đó thì anh cái vấn đề xúc. Hôm nay thì Tiểu Linh muốn nói là khi mà coi là những cái clip cũ thì Tiểu Linh mới nói, thì sẵn đây Tiểu Linh mới nói thì cộng đồng mạng cũng đã thấy là thời gian qua thì trước cái ngày mà anh Năm nằm xuống ngày khoảng chừng 49-50 ngày gì đó thì Hồng Loan đã lên mộ dám tuyên bố là thử ADN với Tiểu Linh. Thì sợ thử cái này là phải nói là ăn gan hùm mới nói câu này. Tiểu Linh dám cam kết luôn, chỉ ăn gan hùm mới dám tuyên bố là lên thử ADN với Tiểu Linh. Mà sau thời gian thì Tiểu Linh vẫn đang chờ đợi để Hồng Loan thử ra ADN mà sao không thấy lên tiếng. Đó, thì cả nhà thấy không? Thì đối hôm nay Tiểu Linh nói thẳng một câu là con nuôi muôn đời Tiểu Linh vẫn nói một câu là con nuôi chứ không phải là con ruột. Nghĩ là con cháu thì mới dùng cái từ mày tao thôi, chứ còn dạ. Ai cũng vậy mà, ai cũng giận lên thì con thì xưng mày tao. Giận lên thì con cháu thì phải kêu mày tao, nhiều lúc ai cũng vậy thôi à. Làm cha làm mẹ là bất cứ gì mà con cháu lỗi lầm thì ấy mày này kia mày nọ, đúng không? Dạ. Chứ phải riêng thì Tiểu Linh đâu. Mày dân miền Tây mà. Đó, mình là thật sự là mình chỉ là dân miền Tây thôi. Thì đúng vậy, cái đó là rõ ràng thôi, không thể nào mà thay đổi được tất cả gì ở đây hết. Dạ. Giờ nếu nói thì cũng không biết nói gì, bây giờ mình có nói chăng nữa thì cái chuyện nó đã nên như vậy rồi, đúng không? Dạ. Thì thích có miệng thì cứ nói, nếu mà nói bậy thì có trời trừng phạt thôi, còn cái chuyện nào muốn nói gì nói, có miệng có mồm thì cái gì muốn nói gì nói. Thì ở đây là Tiểu Linh Kim thôi, từ xưa vậy sống rồi rất là khép kín, chả ai muốn nói gì nói, chuyện đúng sai thì để cho cả thế giới đều quyết định đi, trời Phật quyết định luôn đi, chứ bây giờ không đáng để mà trả lời, thật sự không đáng để mà trả lời nữa rồi. Thì đối với gia đình này vẫn biết Hồng Loan là con nuôi, mà cái tôi bất ngờ nhất ở đây là cái ngày anh tôi nằm xuống mồ mả chưa yên đó mà Hồng Loan dám lên mộ anh tôi, đứng trước mộ anh tôi, đứng trước vong linh của anh tôi mà dám tuyên bố với cộng đồng mạng là Hồng Loan là con ruột. Dám dù không nói là về này cộng đồng mạng là con ruột. Chi vậy? Rồi dẫn dắt cộng đồng mạng tin vào lời của Hồng Loan để mà chửi rủa gia đình của chồng họ tôi suốt bao nhiêu tháng nay. Thì thử hỏi Hồng Loan muốn gì ở đây? Muốn gì ở trong cái gia đình này? Mà Hồng Loan ngạc nhiên cái nữa là Hồng Loan dám thử thách với tôi là thử ADN với Tiểu Linh. Đó, cái này mới là ghê. Mà Tiểu Linh vẫn trông chờ Hồng Loan cái câu nói này tới ngày hôm nay. Vì một câu nói thì nó phải đi đôi với hành động. Tôi hy vọng là như vậy. Bây giờ đã rõ ràng hết rồi, cộng đồng mạng cũng đã nhìn thấy tất cả những gì rồi, luôn cả anh Năm đã lên tiếng rồi, và tôi là người chứng kiến ngài ẵm Hồng Loan về. Tôi là người chứng kiến nha cả nhà. Lúc đó anh Năm đi diễn, tôi là người ở nhà, chỉ má tôi và cái người ẵm Hồng Loan. Thì Tiểu Linh chắc không nói, chắc cả nhà cũng đã hiểu, vì anh Năm đã nói rồi, đúng không cả nhà? Thì thôi, ở đây Tiểu Linh không muốn nhắc nữa, để cho cộng đồng mạng suy nghĩ những lời gì Tiểu Linh nói hôm nay và những lời anh Năm đã nói trong clip, cái nào thật và cái nào giả, rồi cũng sẽ phơi bày ra thôi cả nhà. Thì chú Bảy không nghĩ, chú Bảy vẫn chờ cái lời nói của Hồng Loan là thử ADN. Chú Bảy vẫn chờ, Tiểu Linh vẫn đang chờ đó, vẫn chờ
đó, vẫn chờ Hồng Loan đó. À, khu Mỹ với lại bùm bùm. À thì bây giờ Tử Linh mới nhớ, bây giờ cả nhà nhìn đi, đại học không đó, toàn là dân đại học không đó mà lên like nói bậy nói bạ nói xấu cả cái dòng họ ha, cũng chỉ vì có chỗ ở thôi mà lôi cả dòng họ ra luôn thì còn gì để nói trong cái với hai đứa này. Đứa nha, chắc bị nữa quá ha. Tôi nói thẳng luôn, một cái từ rất là đối với tôi là quá mất dạy. Một đứa là con, kêu tôi bằng ba ha. Một đứa là cháu, kêu tôi bằng chú, xin lỗi. Cho tôi bỏ hai cái từ này đi nha, từ ba và từ chú. Kể từ ngày hôm nay, cái tiếng ba này cho tôi xin rút, và cái tiếng chú này cũng xin rút. Cả đời khi nào Tiểu Linh nhắm mắt vẫn mang theo cái câu nói này của Tiểu Linh xuống dưới đá mộ. Tiểu Linh chỉ nói vậy thôi. À, rồi ông bà nói câu là hôm giữ không ăn thịt con, đúng không cả nhà? Đúng. Nhưng mà bây giờ á, con nó ăn thịt cha luôn rồi, con cháu ăn thịt cha luôn rồi, thịt chú luôn rồi, ăn thịt cả dòng họ luôn rồi, thì còn cái gì để Tiểu Linh nói nữa? Thì dùng cái từ gì, dùng cái từ gì để nói? Cho nên hôm nay rõ ràng là trước clip này Tiểu Linh tuyên bố thẳng là Tiểu Linh không có đứa con này, Võ Trần Thùy Dung không có. Hôm nay Tiểu Linh tuyên bố luôn, Võ Trần Thùy Dung và Võ Thái Thành Mỹ không bao giờ có trong lòng của tôi nói riêng, và dòng họ Võ của anh Nam tôi, gia đình tôi không có hai tên này trong danh sách. Hôm nay nói rõ cùng cộng đồng mạng luôn, ai nghĩ sao nghĩ ha. À, Tiểu Linh xin nói vậy thôi. Bây giờ nếu mà nói về tình thương tình cảm thì với Hồng Loan nhiều lắm, vì nói chung là khi mà Hồng Loan được xin đem về á, thì luôn gia đình từ bà già, anh thứ tư, nói chung là nguyên cả gia đình đều thương mến Hồng Loan, yêu mến Hồng Loan, xem như một đứa con ruột trong gia đình, không ai đá động gì tới Hồng Loan hết. Nhưng mà khi đến ngày hôm nay tôi không hiểu gì sao mà cái động cơ nào, cái động lực nào đã biến đổi Hồng Loan thành một con sói ghê gớm quá. Rõ ràng Hồng Loan trở thành một con sói rất là ghê gớm. Không biết là nếu mà nói về Hồng Loan nha, học rất là dốt, nói thẳng luôn, dốt đặc luôn, rất là dốt. Hình như lớp 6, nhưng mà lớp 6 này cũng chưa ở lại lớp như 2 năm, đoán không lầm là Hồng Loan ở lớp 2 năm, lớp 6 ở lại 2 năm chắc cũng tuột chứ, nó còn lớp 2 quá. Cho nên không trách, tại vì Hồng Loan quá dốt, dốt đặc luôn. Nhưng mà ngày hôm nay Tiểu Linh thật không ngờ Hồng Loan đã biến dạng thành một con sói. Những cái từ, những cái gì mà Hồng Loan làm, Tiểu Linh nghĩ là đằng sau Hồng Loan sẽ có người thúc đẩy Hồng Loan. Tiểu Linh dám khẳng định, nhưng mà nói gì nói, Hồng Loan không phải là con ruột của anh Năm tôi. Muôn đời vạn kiếp, cái kiếp này vẫn là một đứa con nuôi. Tiểu Linh xin nói ngắn gọn vậy thôi, tùy cho cộng đồng mạng muốn nghĩ sao nghĩ. Và những cái gì Tiểu Linh dừng lại cho hết cho Hồng Loan, muốn nói gì nói, muốn nghĩ gì nghĩ, Tiểu Linh chấm hết. Bây giờ thương lắm, xúc động lắm, thương. Mà xúc động nữa, xúc động là gì? Tại vì xúc động một cái là từ một Hồng Loan ngây thơ bây giờ trở thành một con cáo, một con sói luôn, cho nên xúc động.
không hiểu gì sao quay trong trống ghê quá đó. Tình tương đối với Hồng Loan nè, Tiểu Linh nhớ là cái năm đó là Hồng Loan đi học, người đưa rước ai Hồng Loan là ai, là Tiểu Linh. Tiểu Linh đi rước Hồng Loan tới trường, đứng đón Hồng Loan từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi người ta ra hết mà không thấy Hồng Loan. Tiểu Linh phải chạy ngược về nhà hỏi, hỏi Hồng Loan về chưa, nó Hồng Loan chưa về. Tiểu Linh phải ngược ra trường trở lại để đi đón Hồng Loan. Cuối cùng giờ chót trường đóng cửa không ai hết thì Hồng Loan đã đi mất tiêu rồi, đã đi mất tiêu không thấy Hồng Loan nữa hết.